Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MSM Pharmacy. Và trong phần 2 của chương trình Kiến thức sức khỏe, dược sĩ Tina sẽ chọn một đề tài liên quan đến sức khỏe của chúng ta để cùng chia sẻ với lại quý đồng hương. Và không biết là trong phần 2 này của chương trình thì chị sẽ chia sẻ điều gì? Mùa xuân tới rồi, đúng không? Yeah. Mùa xuân của nước Mỹ thì bắt đầu khoảng là cuối tháng 2, cuối tháng 3. Yeah. Mùa xuân là cái mùa mà hoa lá, cây cành nở rộ. Cho nên nó khi mà cây nó nở lá, nó mọc hoa, nó nở ra đó, thì phấn hoa nó sẽ xuất hiện. Mà phấn hoa là một cái gọi là allergen, đó là một cái tác nhân gây dị ứng rất là mạnh. Cho nên tới mùa xuân rồi là mọi người cứ, những người nào mà bị dị ứng đó là cứ hắt xì, nhảy mũi, chảy nước mắt suốt ngày như vậy đó. Rồi người ta, những cái chỗ mà bán thuốc pharmacy hay là những cái tiệm Target, Rite Aid này nọ đó, họ bán rất là nhiều thuốc trị dị ứng. Thì Tina muốn chia sẻ cái đó với lại quý khán giả, người nào mà ưa bị dị ứng đó thì nên biết, để mà biết là tại vì phấn hoa, rồi nên biết là nếu mình muốn cần uống thuốc thì những thuốc nào mình cần phải mua. Cơ thưa chị, như vậy đó là dị ứng á, thực ra thì nó có nguy hiểm đến sức khỏe của mình không? Nó có ảnh hưởng gì nhiều không chị? Có chứ, dị ứng thì dĩ nhiên không phải là làm mình chết người được, nhưng mà nó làm cho người mình nó khó chịu, nó ảnh hưởng tới cái, nó gọi là quality of life. Mỗi ngày thức dậy là phải hắt xì, nhảy mũi, rồi dụi mắt, rồi mang contact lens không được tại phải dụi hoài, hay là mang lông gheo không được là tại dụi lông gheo rớt, phải mang mắt kính này, nó cũng ảnh hưởng tới cái đời sống mỗi ngày hàng ngày của mình. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái bệnh và mình biết cách phòng ngừa thì nó tốt hơn. Dạ, như vậy là thưa chị, một người đó giống như em á, thì rất là lucky là em không bao giờ bị dị ứng. Em không có bị dị ứng với bất kỳ cái gì. Nhưng mà còn với những người bị dị ứng á, họ có cần phải tìm ra được là mình bị dị ứng với cái gì không? Ví dụ như là có người thì bị dị ứng với phấn hoa này, có người bị dị ứng với phấn hoa kia, hay là sao, là họ có phải tự tìm hiểu cơ thể mình để biết mình bị dị ứng với cái gì không chị? Có nhiều người thì họ tự biết là mình dị ứng với cái gì, giống như Tina nè. Tina bị dị ứng kinh niên tại vì từ nhỏ rồi, cho nên Tina biết chính xác là mình dị ứng với cái gì. Chẳng hạn dị ứng với mùi nè, mùi lạ, nước hoa nhiều cái bị dị ứng với lại phấn hoa, dị ứng với lại lông mèo, lông chó, dị ứng với thời tiết, đó thì mình biết. Còn có những người họ, cái dị ứng nó xuất phát khi mà mình lớn tuổi hơn đó thì họ không biết, hay là những em bé không có diễn tả được hết những cái cảm nghĩ trong người của mình thì những em bé không biết, thì lúc đó mình phải đi bác sĩ và bác sĩ sẽ làm allergy test. Người ta test, người ta chích rất là nhiều cái những cái tác nhân gây dị ứng, và người ta sẽ tìm hiểu cho mình là cơ thể mình bị dị ứng cái gì. Vậy là mình cũng những người mà hay bị dị ứng, allergy thì phải đi test cả thử mình bị cái gì, thì như vậy lúc đó mình mới tránh được cái tác nhân gây ra cái dị ứng của mình thì nó đỡ hơn, phải không chị? Đúng rồi. Đó, giống như là thí dụ giống như Tina bị dị ứng phấn hoa, ở Orange County của mình á, thì cây cối nó tương đối là nó không có quá nhiều thì mình không có sao. Nhưng mà thí dụ giống như ở trên Sacramento là cái nơi mà cái dị ứng phấn hoa rất là mạnh, thì mình tránh khoảng tháng 3, tháng 4 mình đừng có đi du lịch lên đó. Đó, mình không có muốn đi về đó rồi ngứa da dễ mình bị ngứa thì nào mình không muốn, thì mình tránh đi. Hay là mình đi tới những cái vườn hoa mà nó nhiều hoa quá này nọ thì mình cũng nên tránh. Mình không có đi thường thì như vậy đó. Thì tại vì mình đang nói là mùa xuân là mùa phấn hoa thì mình nói dị ứng với phấn hoa. Thì bây giờ nếu mình bị dị ứng thì mình phải uống thuốc. Phải uống thuốc hay là phải phòng ngừa, phải như thế nào, đúng không? Như vậy thì phải có những loại thuốc gì để mà giúp cho mình bị dị ứng thì chị? Cho đỡ cái gọi là những cái khó chịu của dị ứng. Thuốc thì mình có thể tự mua ngoài quầy được. Cái thuốc mà trị dị ứng đó, nó có cái tên chung của nó, mình gọi là antihistamine. Nếu mình biết antihistamine thì mình đi ra mà ngoài mình hỏi dược sĩ thì mình nói là I'm looking for antihistamine, tôi đang đi kiếm antihistamine, thì dược sĩ sẽ chỉ cho mình. Đó, thì có khoảng 3-4 loại antihistamine ở ngoài thôi. Những cái tên thông thường giống như là Zyrtec nè, Zyrtec hay là Cetirizine,
Nếu mà mình nhìn có những cái hộp họ bán, họ để chữ Zyrtec, nhưng mà có những hộp về thuốc generic đó thì họ lại để cái tên generic, thì mình lúc mình tìm cái chữ Cetirizine đó, hay là thuốc Claritin. Thuốc Claritin thì cái tên generic của nó là Loratadine. Đó. Còn thuốc hay là thuốc Allegra. Thì thuốc Allegra thì Allegra là quen thuộc lắm đúng không? Thì cái tên generic của nó là Fesoxfenadine. Đó. Này nó hơi dài, nhiều khi Tina nói sợ lộn cho nên phải nhìn. Có những cái thuốc là giống như Benadryl. Benadryl tất nhiên là diphenhydramine. Thì những cái tên, những cái thuốc đó rất rất là thông thường, hầu như là ai cũng có thể biết. Nhưng mà nếu mà quý vị không có quen hay là chưa bao giờ nghe thì có thể lúc nào cũng chạy ra tiệm thuốc mà mua được hết. Đó, cứ chạy ra MTM Pharmacy thì lúc nào cũng có. Mình có một nguyên một cái section ở trên này bán thuốc dị ứng, antihistamine, thuốc nước, thuốc uống. Đầy đủ thuốc cho con nít, thuốc cho người lớn. Rồi dị ứng thì thường thường nó dẫn tới là khi mình nhảy mũi, mình hắt xì, mình nước mũi nó chảy ra nhiều quá thì nó trở thành nghẹt mũi, đúng không? Đó, khi mà nó ra nhiều quá thì nó clog, nó đóng lại trong cái hốc mũi của mình đó, thì mình bị nghẹt mũi, mình không thở được, thì lúc đó là mình phải uống thuốc, nó gọi là decontracting, là thuốc để tan cái nước mũi đó, thì mình phải đi kiếm decontracting mình mua. Yeah. Thì thuốc decontractant thì có một hai loại thôi. Tất nhiên là thuốc either thuốc Sudafed hay là thuốc nó gọi là decontractant tablet, hay là thuốc trị khô. Tại nhiều khi mình bị dị ứng rồi mình bị nghẹt mũi thì mình nghĩ là mình bị cảm lạnh. Yeah. Đó, thì mình mua thuốc cảm lạnh mình uống thì nó cũng có cái decontractant trong đó. Dạ. Như vậy là cũng phải có nhiều thuốc mà mình có thể giúp cho cái triệu chứng của bị allergy. Đúng. Nhưng mà mình chữa cái allergy rồi thì mình phải gọi là chữa luôn cái mà đi kèm với nó, nào đúng là sổ mũi đủ rồi kiểu xong, hết rồi yeah. Xong mình bị sổ mũi rồi mình bị nghẹt mũi, xong mà mình không có chữa mà 2-3 tuần mình không chữa thì mình lại chạy tới là viêm mũi. Yeah. Nó bị đỏ trong cái xoang mũi rồi, hoặc là có người thì bị chảy nước mắt liên tục. Thì sao chị? Đó, thì để Tina nói hết cái vụ lỗ mũi. Yeah. Thì khi mà bị xoang mũi, viêm mũi thì lúc đó mình phải cần thuốc xịt mũi. Wow. Không ngờ là bị dị ứng thôi mà nó dẫn tới nhiều cái phức tạp quá. Đúng yeah. rồi. Thì bây giờ mình phải mua thuốc xịt mũi. Thì thuốc xịt mũi ở ngoài quầy cũng có hai loại thuốc mà mình không có cần toa bác sĩ. Thuốc đầu tiên là thuốc Flonase. Thuốc thứ hai là Nasacort. Là hai thuốc đó mình có thể tự mua ngoài quầy, mình không cần toa. Nhưng mà nếu mà mình có bảo hiểm mà mình không muốn tốn tiền mua ngoài quầy thì mình cũng có thể đi bác sĩ để mình xin toa. Thì những cái thuốc tương tự giống như Nasacort and Flonase đó, là Flonase là fluticasone, Tina nghĩ là Tina feel rất là nhiều, ngày nào cũng mấy chục hộp như vậy cho bệnh nhân đó, thì nhiều bệnh nhân biết lắm. Thì mình đi bác sĩ mình xin toa rồi mình đi qua tiệm thuốc mình mua, thì mình có thể những bác nào mà có Medicare, Medi-Cal, hoặc là những bác nào, những người trẻ tuổi nào mà có Cal Optima đó thì không cần phải trả tiền cho cái thuốc Flonase Fluticasone. Thì mình xịt vào mũi thì nó sẽ giảm cái viêm, cái sưng, thì nó sẽ giúp cho mình đỡ khỏi, không có bị nghẹt mũi, sổ mũi nữa. Dạ, như vậy nó không làm cho mình quá khó chịu với lại những cái triệu chứng của việc mình bị dị ứng. Dạ, trời. Tới sắp thuốc, tới rồi đó. Giờ hỏi thuốc nha. Giờ tới khi mắt. Dạ, cái bị dị ứng thế là lồi mũi sau tường rồi nước mắt chảy ròng ròng. Bây giờ ngứa mắt và chảy nước mắt. Đó, ngứa mắt chảy nước mắt thì ngứa mắt thì cũng có một vài loại thuốc ở ngoài giống như là Allervet nè. Allervet là để mình hay là Allaway. Thuốc đó là để mình nhỏ để cho cái ngứa mắt nó bỏ, nó mất đi. Hay là thuốc Optiva hay là Zanidor. Cái thuốc Zanidor đó thì mình có thể mua ngoài quầy mà không cần toa bác sĩ. Còn rất là nhiều những cái thuốc ngứa mắt dị ứng mà mình cần có toa bác sĩ mới mua được. Chẳng hạn giống như thuốc Patanol hoặc Pataday. Thì Tina cũng phiêu rất là nhiều thuốc đó cho những bác lớn tuổi. Nhiều bác cũng bị dị ứng qua năm mà.
tháng 4 thì phấn hoa, qua tháng 5, tháng 6 thì bị ngứa mắt vì những cái chứng khác, khô mắt, ngứa mắt. Nhưng mà nói chung là về dị ứng mà chảy nước mắt thôi thì Zadidor and Optiva là hai thứ thuốc mà quý vị có thể mua. Rồi nhiều khi mình còn chảy nước mắt thì khô mắt thì mình mua nước mắt giả. Đó, thuốc nước mắt giả mình nhỏ vào thì nó cũng đỡ, tại mình nhiều khi mình dụi hoài đó thì mắt mình nó bị khô và bị giống như bị ngứa đó, thì mình mua nước mắt giả mình nhỏ. Đó, như vậy thì thật sự là bị dị ứng quá là khó chịu. Có những triệu chứng mà vừa chảy nước mắt rồi xong rồi mũi đó thì bị sổ mũi rồi hắt hơi liên tục, rất là khó chịu và cứ bị hắt xì vậy, tại vì nó em tưởng tượng là tại vì không bao giờ bị dị ứng cho nên không có biết là khi mà giống như khi mình đến với lại cái vùng mà có hoa này kia là tự động mình bị vậy liền hả chị? Tự động là mình hắt xì. Đối với bản thân Tina đó, người đã bị dị ứng mấy chục năm rồi cho nên dễ lắm. Khi mà có phấn hoa nó bay qua một cái tự nhiên cái lỗ mũi mình nó làm cho mình hắt xì. Đó, hắt xì lên thì mình biết rồi là phấn hoa nó ở đâu đây đó. Mà mình hắt xì một hai lần thì ok, nhưng mà mình 3-4 lần là bắt đầu rồi, là bắt đầu mắt nó ngứa nè, rồi mũi thì chảy nước mũi. Cho nên ở trong bóp của chị Tina lúc nào cũng có thuốc dị ứng hết. Nếu mà mình bị lên cơn dị ứng mình uống một viên thuốc vào thì nó sẽ dịu đi. Mà quý vị nhớ là khi mình uống antihistamine đó thì mình bị khô miệng, khô mắt, khô môi thì mình cảm thấy là mình cần phải uống nước hoài thôi. Thì cái đó là cái phản ứng phụ của thuốc antihistamine mà mình cần phải biết. Để mình đừng có ngạc nhiên nữa, ủa sau nay mình cứ mắc phải uống nước hoài mà người nó cứ khô mà không biết tại sao. Như vậy là cái đó là một phản ứng phụ của những cái loại thuốc antihistamine để mà trị về dị ứng, là cơ thể của mình sẽ bị khô một chút, sẽ uống nhiều nước hơn bình thường. Như vậy thì quá là cũng hơi khó chịu, tội nghiệp cho những người bị dị ứng và mệt quá. Nhưng mà như vậy là chỉ còn có cách là mình phải tránh những cái nơi mà mình dễ bị dị ứng, mà mình phải nhận ra là mình bị dị ứng với những khu đó để mình đừng có ghé đến trong những cái mùa gọi là mùa hoa đang nở rộ như thế này ha chị ha. Còn không thôi thì mình cứ uống một viên thuốc, mình ví dụ giống như bây giờ mình đi coi hoa anh đào đi. Rồi mình nói chuyện về đi coi hoa anh đào. Hoa anh đào đẹp quá, mà mình nếu mình có cơ hội mình đi, mình không muốn bỏ cái cơ hội đó thì thôi kệ nó, mình cứ đi rồi mình lên mình uống mỗi ngày uống một viên thuốc Claritin. Đó, mình uống vài ba ngày mình coi xong mình đi về. Nói chung là ráng hy sinh để mà được coi hoa. Nhưng mà thôi mình cũng cố gắng, nhưng mà nhớ là mình phải có thuốc đi với mình chứ, tại vì những cái triệu chứng đó mà cứ kéo dài thì sẽ làm cho sức khỏe của mình cũng mệt mỏi lắm. Rồi, có thể mình không chữa, mình không uống thuốc đó thì mình sẽ bị nhiễm trùng đó. Khi mà mình bị sổ mũi, ngạt mũi, mình không thở được, rồi mình cứ hả miệng ra mình thở, mình không thở được đường mũi, mình thở bằng miệng, thì cái khí lạnh đó, mùa lạnh mà khí lạnh nó vào đường miệng của mình, nó không có được lọc qua cái lớp mà lông mà nó ở trong cái đường mũi để nó lọc cái không khí, thì nó vô thẳng trong phổi của mình, thì mình sẽ bị nhiễm trùng đường phổi, mình bị bronchitis. Mà nếu cơ thể mình yếu nữa này nọ thì mình sẽ bị viêm phổi, pneumonia thì mệt lắm, khó chữa đúng không? Nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên đó là mình phải cẩn thận, nếu như mình sẵn sàng, mình lỡ mình bắt buộc có công việc hoặc là mình muốn enjoy những nơi nào mà có phấn hoa hay mình dễ bị dị ứng thì nhất định mình phải có thuốc chống dị ứng. Mình có một cái cách này nữa là mình nếu mình bị dị ứng thật là nặng đó, mà mình biết mình chắc chắn là mình trước khi mình đi chơi hay là những người mà ưa quên uống thuốc không có nhớ, hay là con nít đó chết, thì nó có cái thuốc gọi là allergy shot, là cái thuốc chích, thì mình đi tới bác sĩ chích cho mình. Vậy thì mình những triệu chứng và bị dị ứng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đúng phải không rồi. Mình bị chút chút thôi, không có bị nặng. Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Quý vị đừng lo lắng, mình cứ có sự chuẩn bị trước vẫn có thể đến ngắm hoa như thường. Và cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.